Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng sở chỉ huy khu diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Tham dự lễ khởi công có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Thủ trưởng các cơ quan quân khu, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cầu Ngang. Ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh dự và chỉ đạo buổi lễ. Công trình xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Trà Vinh do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu thi công công trình là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622. Đơn vị thiết kế và giám sát công trình do chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Bộ Quốc phòng thực hiện. Công trình được xây dựng với tổng diện tích là 22 hectare tại địa chỉ ấp Quyền Đức, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang. Công trình gồm các hạng mục: một hội trường trung tâm sở chỉ huy diễn tập, các hầm họp, hầm làm việc, hầm ấn nắp, 1.942 mét hào và một số công trình phụ khác với tổng kinh phí đầu tư ban đầu là 90 tỷ đồng từ nguồn kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư. Thời gian xây dựng là 670 ngày kể từ khi khởi công xây dựng. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng công trình sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là một trong những nội dung quan trọng, thiết thực nhằm bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống công sự, hầm hào phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập sát thực tế chiến đấu trong thời bình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Qua đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị trúng thầu phải có trách nhiệm cử đội ngũ nhân lực có đầy đủ kinh nghiệm, năng lực thi công, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, quy chuẩn về thiết kế xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để quá trình thi công ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân khu vực, đồng thời bảo đảm tiến độ hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng kế hoạch. Ngày 20 tháng 9 năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Trà Vinh đã tổ chức sinh hoạt kết hợp chi trả phụ cấp trách nhiệm cho quân dân dự bị quý 3 năm 2022 cho trên 100 đồng chí là sĩ quan quân dân dự bị được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí sĩ quan dự bị động viên được Trung tá Bùi Thanh Toàn, chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự thành phố, thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nước và thế giới, tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian qua, nhận xét đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm quản lý đơn vị của cán bộ khung lực lượng dự bị động viên, báo cáo tổng hợp tình hình đơn vị dự bị động viên thuộc quyền quản lý, đồng thời công bố và trao quyết định thăng quân hàm, bổ nhiệm, miễn nhiệm và giải ngạch cho cán bộ dự bị động viên. Qua sinh hoạt nhằm giúp Ban Chỉ huy quân sự thành phố Trà Vinh, các đơn vị nhận gồm nắm lại tình hình quân số của lực lượng dự bị động viên để kịp thời bổ sung, kiện toàn đầy đủ số lượng, đồng thời đánh giá vai trò trách nhiệm của cán bộ dự bị động viên trong việc chấp hành những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như thực hiện luật dự bị động viên và thực hiện các nhiệm vụ khác, luôn sẵn sàng tinh thần chiến đấu trong tình hình mới. Tại Trung đoàn 926, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh qua 2 ngày tranh tài sôi nổi quyết liệt với sự tham gia của trên 250 vận động viên là cán bộ chiến sĩ dân quân cơ động thuộc 9 trung đội dân quân cơ động của chính quyền thị xã thành phố. Hội thao đã hoàn thành các nội dung thi đấu đúng theo mục đích yêu cầu đề ra. Qua đó, ban tổ chức hội thi đã rút ra được nhiều kinh nghiệm thực tế, từ đó sẽ có phương pháp tuyển chọn vận động viên, tổ chức huấn luyện để sẵn sàng tham gia hội thao cấp toàn quân đạt thành tích cao nhất trong thời gian tới. Tại hội thao, các trung đội chân quân cơ động toàn tỉnh tham gia thi các nội dung gồm duyệt đội ngũ đội hình cấp trung đội, xử trí một tình huống bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn cấp trung đội, đồng diễn võ tay không cấp trung đội. Đối với trung đội trưởng thực hành chỉ huy trung đội xử trí một tình huống bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn và thi bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1. Đối với tiểu đội trưởng thực hành chỉ huy tiểu đội xử trí tình huống cùng với tình huống của trung đội trưởng và bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1. Đối với chiến sĩ dân quân cơ động thì ba môn quân sự phối hợp gồm bắn đạn thật súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn xa đúng hướng, chạy vũ trang 3.000 mét. Mặc dù thi đấu trong điều kiện thời tiết không thuận lợi cùng với nhiều đội chung trong thời gian ngắn, nhưng các trung đội và từng cá nhân đều tích cực thi đấu. Vận động viên Đỗ Phúc Thịnh, chiến sĩ dân quân cơ động huyện Cầu Kè, là người đạt giải nhất toàn năng cho biết, để tham gia hội thao đạt kết quả tốt, bản thân tôi và các chiến sĩ trung đội dân quân cơ động được huấn luyện kỹ về thể lực, chiến thuật, thường xuyên tổ chức kiểm tra thành tích các môn và tham gia hội thao ở cấp huyện. Qua hội thao cấp tỉnh lần này, bản thân tôi và đồng đội cũng như huấn luyện viên học hỏi rất nhiều kinh nghiệm về các đội thi đấu, nhất là về thể lực, kỹ thuật của đội bạn. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022 thành công tốt đẹp. Đánh giá kết quả hội thao, Đại tá Lê Văn Căng, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết, thời gian qua, Ban Chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội thao cấp mình và tổ chức huấn luyện nâng cao cho các trung đội. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa phương đầu tư về vật chất, tinh thần, nhân lực để tham gia hội thao.
các trung đội và từng cá nhân, nhà động viên tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực thi đấu, đạt được nhiều thành tích cao. Đây là lần đầu tiên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức hội thao trung đội dân quân cơ động cấp tỉnh. Kết quả đạt được trong hội thao năm nay thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát của cấp ủy đảng, chỉ huy các cơ quan, địa phương, đơn vị. Đây cũng là kết quả của sự đầu tư trong cả quá trình huấn luyện, rèn luyện, cùng với sự nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn của từng tập thể, cá nhân và đơn vị. Đặc biệt là sự phấn đấu của các vận động viên đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyết tâm thi đấu giành thành tích cao nhất, góp phần xứng đáng vào thành công chung của hội thao trung đội dân quân cơ động năm 2022. Hội thao nhằm đánh giá kết quả trình độ tổ chức quản lý, chỉ huy, huấn luyện của cán bộ trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, khả năng hiệp đồng chiến đấu cơ động và thể lực của lực lượng dân quân cơ động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trong tình hình mới. Qua hội thao làm cơ sở để Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tuyển chọn tập thể, cá nhân có thành tích cao, thành lập đội tuyển, tổ chức huấn luyện nâng cao tham gia hội thao do Bộ Quốc phòng tổ chức vào năm 2023. Kết thúc hội thao, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh khen thưởng cho 19 tập thể, 9 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong hội thao. Đơn vị Quyền Trà Cú đoạt giải nhất toàn đoàn, đơn vị Quyền Dương Hải giải nhì, đơn vị Quyền Cầu Kè giải ba, giải phong cách thuộc về đơn vị Quyền Cầu Ngang. Sau hội thao, các đơn vị nhanh chóng tuyển chọn vận động viên để huấn luyện, luyện tập, chuẩn bị tham gia hội thao do Bộ Quốc phòng tổ chức. Sáng ngày 22 tháng 9 năm 2022, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Trà Vinh đã chỉ đạo và tham quan xã Long Đức tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022. Dự và chỉ đạo có ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập thành phố Trà Vinh năm 2022, Thượng tá Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố, các đồng chí trong Ban chỉ đạo diễn tập thành phố dự chỉ đạo và tham quan diễn tập. Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Long Đức với đề mục và 3 giai đoạn gồm: chuyển địa phương vào các trạng thái tình trạng quốc phòng an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xử trí tình huống A2, tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, xã Long Đức đã chuẩn bị các nội dung diễn tập khá đầy đủ, toàn diện, phù hợp, sát với tình hình thực tế, quy trình vận hành, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền địa phương về quốc phòng an ninh và vai trò làm tham mưu của các cơ quan ban ngành đoàn thể đạt được hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu đề ra. Nội dung thực binh đã thể hiện đúng tinh thần kịch bản chỉ đạo, dự kiến tình huống và cách xử lý. Thông qua diễn tập đã nâng cao được nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nâng cao khả năng vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của địa phương, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh khi chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng và thời chiến. Lãnh đạo chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc, chủ động đối phó với các tình huống phức tạp có thể xảy ra, không để bị động bất ngờ. Thưa các đồng chí và các bạn, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận địch nhân hung bạo thế nào, hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã. Chính vì vậy, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp từ lâu đã là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, hình thành nên lực lượng dân quân tự vệ chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dân quân tự vệ là một thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân, không thoát ly sản xuất dưới sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương, có trách nhiệm bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước ở cấp xã, cơ quan, tổ chức, quán triệt các quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng trong tình hình mới. Trong những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh luôn được rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng cả về chính trị và kỹ thuật quân sự. Bên cạnh đó, xuất phát từ yêu cầu và nhiệm vụ mới trong chiến tranh hiện đại, lực lượng dân quân tự vệ của tỉnh được nghiên cứu xây dựng theo hướng vững mạnh, toàn diện, đổi mới và phù hợp với sự đa dạng của các thành phần kinh tế. Dân quân tự vệ được tổ chức rộng khắp nhưng có trọng điểm, với số lượng và tỷ lệ phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Đội ngũ cán bộ quân sự, ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức, kỹ năng, năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền địa phương đối với dân quân tự vệ cũng được tăng cường, bảo đảm cho lực lượng này đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ và trở thành lực lượng nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại mỗi địa phương, cũng như góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trước những yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và quân đội ngày càng cao, thì người chiến sĩ phải xác định được nhiệm vụ của bản thân, không ngừng đẩy mạnh học tập là làm theo tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ. Trong thời kỳ mới, nối tiếp truyền thống cách mạng, học tập và các thế hệ ông cha ta đã đúc kết,
xây dựng để vận dụng sát vào quá trình học tập công tác, góp phần xây dựng cho đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại hóa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ đang được đổi mới cả về nội dung và phương pháp, chú trọng tập huấn bồi dưỡng cán bộ, các hội thi, hội thao, diễn tập được tổ chức thường xuyên để nâng cao năng lực công tác, chỉ huy và hoạt động, chiến đấu của cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ. Việc huấn luyện phối hợp tác chiến giữa dân quân tự vệ với bộ đội địa phương và bộ đội chủ lực cũng luôn được chú trọng thực hiện. Song song đó, thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian, nội dung, chương trình huấn luyện dân quân tự vệ và phân cấp trong huấn luyện, kết hợp giáo dục chính trị với phổ biến giáo dục pháp luật, huấn luyện kết hợp trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra tại các địa phương. Qua đó, dân quân tự vệ được huấn luyện ngày càng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao, phát triển cả về bản lĩnh chính trị lẫn thể lực bền bỉ, dẻo dai, lòng dũng cảm, tính sáng tạo và mưu trí của người bộ đội Cụ Hồ. Thì trong quá trình công tác tại đơn vị thì cũng giúp cho bản thân rèn luyện được tính cơ lực cũng như là cái tinh thần đồng đội, vượt qua xử lý mọi cái tình huống cũng như là xử lý mọi cái khó khăn, giống như là một người lính của Việt Nam thực thụ. Thì qua đó rèn luyện cũng được nhiều kiến thức cũng như là cái tư tưởng chính trị, từ đó có cái lập trường chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh không lãng phí, cũng tu dưỡng rèn luyện được cái đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch lành mạnh, trung thực chẳng dị, rèn luyện được cái tinh thần đồng đội, xây dựng được cái nền nếp chính quy, góp phần xây dựng cái đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thêm vào đó, các chính sách đãi ngộ chế độ cho cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ trong địa bàn tỉnh luôn được chú trọng thực hiện theo đúng quy định. Nhiều mô hình hỗ trợ làm kinh tế cho lực lượng dân quân tự vệ địa phương cũng được triển khai có hiệu quả, tạo điều kiện cả vật chất và tinh thần để lực lượng dân quân tự vệ hoạt động ngày càng có hiệu quả, thiết thực hơn. Theo tinh thần và tôn chỉ đó, mô hình nuôi dê sinh sản gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên được Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Duyên Hải triển khai thực hiện từ năm 2018. Đến nay, mô hình đã được nhân rộng ra địa bàn 4 xã Long Chỉnh, Ngũ Lạc, Đông Xuân và Đông Châu. Tổng số dê giống hỗ trợ là 8 con với tổng kinh phí là 30.500.000 đồng. Qua đó góp phần chăm lo đời sống, động viên tinh thần, vật chất cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, giúp các chiến sĩ vừa có điều kiện cải thiện kinh tế, vừa an tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Xác định cái công tác dân vận là một trong những cái mặt công tác quan trọng trong toàn bộ cái hoạt động tác đảng, công tác chính trị của lực lượng vũ trang huyện. Trong những năm qua thì Đảng ủy, Ban chỉ huy xác đã tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện cái mô hình dân vận khéo là hỗ trợ nuôi dê sinh sản gắn với nâng cao cái chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Và cái hình thức để thực hiện cái mô hình thì Đảng ủy, Ban chỉ huy cũng họp rồi trao đổi, rồi thống nhất, rồi vận động anh em trong đơn vị đóng góp với cái mức tiền là tối thiểu là 30.000 đồng mỗi đồng chí trên một tháng. Như vậy số tiền đóng góp của xây dựng cái quỹ hàng năm thì chúng tôi tổng hợp lại được khoảng từ 6 đến 8 triệu đồng. Và toàn bộ cái số tiền này thì chúng tôi lựa chọn một đồng chí trong cái lực lượng mà có đủ cái điều kiện để hỗ trợ và giao cái số tiền này để cho anh em phát triển sản xuất. Để thực hiện hiệu quả mô hình, Ban chỉ huy quân sự huyện Duyên Hải triển khai kế hoạch cụ thể đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện, vận động sĩ quan, quân dân chuyên nghiệp đóng góp từ 30.000 đến 70.000 đồng một người một tháng để thực hiện mô hình hỗ trợ cho cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, để hỗ trợ đúng người, đúng việc và sử dụng nguồn quỹ hỗ trợ đúng mục đích, ý nghĩa, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự huyện Duyên Hải cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan và cấp ủy chính quyền địa phương khảo sát cụ thể từng trường hợp để xem xét giúp đỡ kịp thời hỗ trợ. Nhờ vậy, mô hình nuôi dê sinh sản gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa cả trong lực lượng vũ trang huyện Duyên Hải và trong cộng đồng. Số lượng dê tăng trưởng hàng năm đến nay đã có 26 con dê phát triển khỏe mạnh. Hoàn cảnh thì gia đình thì hiện cũng khó khăn là nhờ được Ban chỉ huy quân sự huyện, Đảng ủy, Ủy ban xã Long Sơn, Ban chỉ huy xã Long Sơn ủng hộ cho mình được 6 triệu mua cặp dê làm giống để sinh sản cho ngày ngày phát triển nhiều hơn.
tận dụng nguồn cỏ nuôi dê cũng khu vực gần, khi lá cây rồi với một cái trường xung quanh nó gần nó dễ chăn nuôi hơn, nên thì tôi cũng gắng phấn đấu nuôi cho đạt hiệu quả cao, nó cũng dễ phương tiện chăm sóc rồi dễ hơn các con khác. Thời gian tới, nếu mô hình nuôi dê sinh sản gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị nông dân được duy trì và nhân rộng ra phạm vi lớn hơn, sẽ góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho gia đình các chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ có hoàn cảnh khó khăn. Đây chính là nguồn động viên thúc đẩy lực lượng dân quân tự vệ phấn đấu rèn luyện, chung tay cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nhất là tham gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tại địa phương. Về hoàn cảnh gia đình thì cũng thuộc diện khó khăn. Rồi thu nhập chính của gia đình chủ yếu phụ thuộc vào số tiền phụ cấp hàng tháng. Cho nên gia đình cũng mong muốn được hỗ trợ về mô hình chăn nuôi. Thì sau đó được sự quan tâm của ban chỉ huy quân sự huyện đã hỗ trợ cho gia đình được 6 triệu đồng để mua 2 con dê về nuôi. Thì hiện tại thì 2 con đều phát triển tốt. Khi được sự quan tâm của ban chỉ huy sự huyện hỗ trợ như vậy là tôi rất là an tâm rồi cố gắng chăm lo phát triển tiếp tục. Rồi gắn với đó cũng xác định là gọi là nhiệm vụ là phải hoàn thành, mọi nhiệm vụ cấp trên đều giao là phải hoàn thành. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, lực lượng dân quân tự vệ nói riêng là chủ trương chiến lược của Đảng và nước ta nhằm không cần tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đó còn là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng khu vực, địa bàn và cả nước. Lực lượng dân quân địa phương, tự vệ các cơ quan, tổ chức được xây dựng vững mạnh, rộng khắp, đủ sức giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Chuyên đề quốc phòng toàn dân kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.